Ủa không chơi, con chồng bà cà xào chứ mà con chơi không không à? Chồng cái đầu cha của mày. Anh em chưa có kim cương nạp vào game, anh em đến ngay shop Quý Một Ngón Chấm Cơm, nơi bán hạt uy tín giá rẻ chất lượng. Thử dạng mai chỉ từ 19k, 20k, anh em có thể trúng 9.999 kim cương. Và đường link mình sẽ để trong phần mô tả và bình luận bên dưới nha. Ê cái ông già, làm gì mà người ta vô cái nick tôi, người ta chửi, người ta điện, người ta chửi dữ vậy ông già? Thằng nhá, vô đây mày chết với tao. Trời trời, hôm nay nó mình mày luôn kìa anh em. Để mình bật mic mình hù nó nha anh em, để mình bật mic mình hù nó. Mày tin tao giết mày không? Tôi giết ông mày có. Tự nhiên hôm nay mày kêu tao bằng mày luôn, mày biết mày là con đáng tuổi con của tao không mà mày dám chửi tao bằng mày. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Bữa nay tôi kêu vậy đó, rồi ông làm gì thôi. Rồi tự nhiên bữa nay chơi cái nick của nick gì vậy? Nick gì kỳ vậy? Người ta điện tôi muốn cháy cái máy, muốn rột cái sim ra ngoài á. Rồi rồi mắc ạt game luôn. Ai kêu mày ngu chi, rồi người ta điện mày, người ta chửi mày phải rồi. Mày biến áo hả? Ông làm gì ông đăng lên YouTube kìa. Tao quay lại tao kêu thằng Quý đăng lên đó con. Má già ngu mà cũng biết quay nữa hả đậu xanh. Sao không biết thằng Quý nó truyền nghề cho tao rồi. Mày chuẩn bị đi. Người ta biết số điện thoại của mày rồi, người ta điện cho mày cháy máy luôn, cho mày cái sim của mày hư luôn con. Mày chuẩn bị tư thế đi. Ok. Bữa nay điện rớt cái sim ra ngoài luôn rồi đó. Cởi cha mày chứ mày nói tao làm giống gì? Bây giờ muốn cái gì? Bây giờ tao không nói với mày á. Mày có chơi con Nhi nhà tao không? Mày nói hở ra một cái mập đi rồi tao biết tao không làm mày nữa. Không thôi tao xuống tới nhà mày tao đập cái nhà của mày luôn á. Ui sợ quá, sợ quá. Thì như bữa tôi nói là tôi quất nó rồi. Quất nó rồi. À, thì ra mày chọn cái chết. Vậy là quất rồi phải không? Ừ, giờ sao? Ông rồi. Gả thằng Quý hay gì? Ừ, tao là tao gả cho thằng Quý chứ không có gả cho cái bản mặt của mày đâu. Bản mặt ốc chó, mắt dại. Nhỏ mà còn mắt dại nữa. Mày biết đáng tuổi cha mẹ của tao không? Hả? À, ông làm tôi bức xúc tôi mới nói vậy thôi. Bức xúc gì? Người ta điện mày là đúng đắn rồi. Tại vì fan của thằng Quý fan nó quá cứng. Hiểu không? Bởi vì nó ghét mày, nó vô, nó phá mày là phải rồi. Ok. Bây giờ ông làm sao cho ông? Nó điện nó phá, nó điện cái gì mà giữ cái đại. Bây giờ mày có mong mày giục cái sim á luôn, nó mới không có điện của mày nữa. Bây giờ là mày nói là mày lên nhà mày chơi con Nhi của tao rồi phải không? Ừ. Rồi ok, tao sẽ bay xuống miền Nam. Tao sẽ kêu thằng Quý dẫn tới cái nhà của mày. Mày đừng có trốn nha, tới đó là mày đừng có trốn nha. Tao sẽ xuống tao đập cái bản mặt của mày cho mày dám chơi con gái nhà tao, con gái nhà lành của tao. Mày biết tao hư yêu hương nó cỡ nào không mà mày dám chơi con gái của nhà tao? Bữa là tôi nói ông tôi chơi từ từ nha, tôi không có chơi mạnh à. Mày chơi từ từ gì nó cũng vậy hết trơn á thằng nhóc. Bữa đó tôi chơi từ từ mà tôi có chơi mà anh bảo vậy đâu mà ông nói. Mày chơi từ từ gì nó cũng vậy hết trơn á, mày đừng có chơi. Thì đường nào nó cũng mắc chinh hà. Mắc cái đầu cha mày chứ mất. Mày nhỏ mày bớt nói chuyện mắc dại lên nha. Nhỏ mà nói chuyện mắc dại quá à. Bây giờ tôi đề nghị ông làm sao cho lượng mấy thằng đó lượng cái điện nó điện quá tại ông nổ cái điện thoại vậy. Bây giờ nó điện tao còn mừng nữa. Mày là cái giống cứt gì tao phải ấy mày. Cái thằng nhỏ mất dạy mới bị lớn dâm tặc. Mới bị lớn đi chơi gái. Mới bị lớn đi chơi cái con nhà tao. Thằng chó mất dạy. Ủa chơi thì con gái ông cũng sướng cho mình nên tôi sướng gì mà ông nói. Mày giỡn mặt cái tao hả? Mày dụ con gái nhà tao đi rồi bây giờ mày nói gì đó hả? Hôm qua fan hôm qua vợ fan của tao điện mày vừa lòng tao lắm. Rồi tự nhiên hôm nay chơi cái nick của người ta vậy? Cái nick mày đâu? Trời ơi, tôi nói tôi muốn đấm ra mặt ông luôn nha. Mày bớt nói chuyện nhỏ nhỏ lên nha. Mày nhỏ hơn tao gấp mấy chục ngàn tuổi mà mày nói tao là nói chuyện như bạn của mày vậy? Tôi hít, ok. Hít cái đầu cha mày cho hít. Nó vô nó làm cái gì mà banh mắt hạt con người đậu xanh á. Nó làm gì? Nó hát cái nick của mày hả? Không biết. Vừa tao lắm, tao cho mày chết. Tao vừa sẽ xuống cái đầu cha ông chứ vừa. Tao sẽ xuống mày. Ừ, tao ha, bây giờ tao cũng đang quay ra tao gửi cho thằng Quý nào mà chết mày rồi con. Mày dám nói tao bằng mày. Khó, chết mẹ mày rồi. Thì tao hít thì tao quay thôi. Mày là cái giống gì mày cấm tao? Ok. Quá chuẩn luôn. Má Dũng hướng già, già mà cũng ấy thôi. Ủa hít, tao hít đó rồi sao? Mày dám chơi con gái nhà tao, mày dám dụ ha, mày được lắm con. Mày đợi đi, chuẩn bị tư thế đi con. Chuẩn bị tư thế đi. Quay, bây giờ sẵn quay rồi tôi nói luôn nè. Ừ, nói đi. Nói về mày nói hẳn luôn đi.
cho mẹ. Ê, ủa bộ chú gả cô Nhi cho Quý hay vậy? Chứ gì? Ủa chứ không gả cho con hả? Mày là cái hàng nhóc nhỏ mắt dại dâm tặc rồi gả cho mày làm cái giống gì? Ôi mà chú con Nhi lắm chú. Hương kể cha mà chứ thằng Quý nó cũng hương vậy. Thằng Quý con nói với chú thấy vậy chứ không phải vậy. Nó là sao? Con thằng người của thằng Quý nó quả cặt lắm, nó dâm dữ lắm. Chú hít cái tính của nó, chú hít cái dâm của nó. Không phải dâm như mặt mày, chú cũng dâm nữa. Chú cũng dâm nữa mà mày dâm cái cách mắt dại, tao không biết mày. Ok. Ủa con nói với chú là bữa con chơi từ từ mà con có chơi gì đâu mà mắc dại. Bây giờ mày ra bo đi rồi tao kể chuyện cho mày nghe. Để con ra bo. Rồi mày nói mày chơi từ từ gì người ta cũng vậy hết trơn, đường nào mày cũng ra hà. Phải không? Nhưng mà con chơi từ từ con sợ. Thôi. Nói chứ tao cũng dâm lắm mà tao cái hít cái dâm của thằng Quý. Ok. Mà cái dâm của mày cái dâm của mày mắc dại quá tao không hít. Đó, tao nói thẳng ra vậy luôn đó. Ok. Dâm mắc dại là giống gì? Mày chơi gái đời ta rồi giờ mày nói trời. Ủa con chơi con có chồng chứ, con chồng bà cà xà chứ mà con chơi không luôn. Chồng cái đầu cha của mày, người ta làm cho người ta lần đầu tiên của người ta mới hấp dẫn. Mày chơi thì chơi trên đầu trên cổ người ta, cái đó là gọi là mắc dại đó con. Bà không cha mà con. Mày không mà con của chú ngon thiệt. Ngon cái đầu cha mày, mày chuẩn bị tư thế đi, tao báo công an rồi, công an đang xử lý cái vụ này nè. Toàn sự toàn thật rồi vui em. Ủa vụ này làm gì xử lý nữa? Mày chuẩn bị đi, tao báo công an rồi, công an sẽ điều tra rồi. Công an sẽ điều tra ai rủ ai mày dụ con gái của tao đánh thuốc mê con gái của tao rồi mày chơi nè. Rồi mày được lắm con. Con gái của chú tự nguyện mà. Tự tao đặt mày tên là tự nguyện à. Tao đóng cho cái bản mặt mày bây giờ. Nói chung á là tao sẽ xuống tao gặp cái bản mặt của mày tao mới chịu. Ok. Quái cà rền. Tao gặp cái bản mặt của mày coi cái bản mặt của mày dâm cỡ nào. Thằng cha nhà mày nhỏ xíu mày đặt láo láo nói chuyện mày tao. Không biết cư xử lớn nhỏ bà cha của mày. Ôi con xin lỗi chú mà chú động tử con dữ vậy. Tao hít. Giờ chú gả cho con Quý thiệt hả? Chứ gì. Mày là cái giống cứt gì tao phải gả cho mặt chó của mày. Nói chung á là tao báo công an rồi. Mày chuẩn bị tư thế đi con. Mày chuẩn bị tinh thần đi. Tao sẽ xuống ha. Tao nắm cái đầu của mày tao đưa cho mẹ của mày. Nói mày ha. Cái mỏ của mày chu chu à ha. Mới bị lớn đi chơi gái. Mới bị lớn dẫn con gái dụ con gái của người ta đi chơi. Con gái chú lớn hơn con có 3 tuổi nữa. Ủa mày dám lên. Mày từ hôm mà mày dám bay lên Hà Nội mày chơi con gái của người ta rồi giờ mày nói gì đó hả? Tao không biết bây giờ mày ra bo lẹ. Mày ra bo lẹ cho tao. Bây giờ tao nói cái gì là mày phải nghe. Mày đường nào á tao gặp cái bản mặt của mày ha. Mà nhớ cho kỹ nha. Tao sẽ nắm cái đầu mày tao đập vô cái bản mặt của mày. Chết cha mày luôn. Bây giờ chú muốn sao con làm gì? Bây giờ tao muốn mày nói thiệt, cho mày một câu hỏi cuối, mày có chơi con Nhi hay không? Dạ không. Mày chắc không? Dạ chắc. Ôi sao hồi nãy giờ hổm gài sao mày nói có, tao nắm vô cái mỏ của mày quá. Con chỉ nói con John thôi. Chắc tao đặt mày tên John quá. Tại con thích vậy đang ghét thằng Quý mà, lại nói vậy mà. Chắc tao đặt mày tên ghét quá, mày ghét kể cha mày chứ mày nói mày chơi con Nhi, tao xúc phạm con gái của tao, là con gái tao không còn cái gì hết trơn á, mày giỡn mặt với tao hả? Con xin lỗi mà. Con gái nhà lành của người ta. Mày phải lớn rồi mày phải suy nghĩ chứ. Mày lớn rồi mày cũng phải suy nghĩ chứ, mày ghét nó thì mày qua mày đấm nó đi. Nhưng mà con gái chú 19 tuổi rồi cũng phải cho con gái chú biết cảm giác chứ không để mắt ở nhà hoài. Trời ơi, ghê chưa? Chắc tao đặt mười tên cảm giác nha. Tao là để cho thằng cháu rể, con rể của tao thử nó mới cảm giác nó mới đỉnh. Mày chơi trên đầu. Mày chơi trên đầu người ta. Còn mày chơi cái kiểu đó, chơi kiểu mắc dại mày hiểu không? Nhưng mà con chơi từ từ mà con chơi nhẹ nhàng. Ủa mày chơi từ từ người, con gái của tao lâu nó mới càng ấy á. Con chơi nhẹ nhàng. Chắc tao đặt tên mày tên nhẹ nhàng quá tao không biết. Nói chung á là bây giờ mày có hay không tao sẽ xuống tao gặp cái bản mặt của mày. Con không có có. Không có cũng xuống cái bản mặt gặp cái bản mặt của mày nữa. Nãy giờ sao tôi năn nỉ ông mà ông nói cái gì hoài vậy? Nói cái gì là nói cái gì? Nãy giờ tôi năn nỉ ông hết lời đó mà ông. Tao không biết, tao nói chung là bây giờ có hay không. Tao cũng xuống tao gặp cái bản mặt của mày và tao sẽ đấm vô cái bản mặt của mày. Mày đợi đi con. Rồi ông xuống đây. Ok, rồi xuống đó rồi mày làm gì tao? Tao kêu thằng Quý mướn giang hồ. Không, nói chung á là tao kêu xã hội đen đi theo tao. Không coi mày kêu xuống dưới mày đập tao chết à, tao không biết. Bây giờ chú muốn cái gì? Con không có muốn cái gì hết trơn á. Tao kêu xã hội đen đi chung với tao. Xuống dưới gặp cái bản mặt của mày, nói chuyện rõ ràng. Mày con nhỏ xíu rồi chú kêu xã hội đen chi?
Nhưng mà mày nhỏ mà mày mắc dại quá trời rồi, mày dâm quá trời rồi. Tao không cần biết, tao không cần biết mày lớn hay nhỏ mà mày mắc dại. Tao kêu cha mẹ của mày ha. Con lỡ lời. Tao kêu gia đình của mày ha. Đập cái vô cái bản mặt của mày cho tao coi tao mới chịu hả dặn. Tao hổm ngày tao coi clip của quý tao bức xúc. Bây giờ tao đang quay clip nè, tao sẽ gửi lên mạng cho người ta điện cho mày cháy máy, cho mày mắc nít luôn. Mày chuẩn bị điện ngoài vậy trời. Thì tao hít thì tao kêu điện đó, tao không biết, tao sẽ gửi cho clip này cho thằng quý mà tao sẽ đăng lên. Tao không biết. Tao biết lỗi rồi. Ủa biết lỗi gì, mày chơi con gái của người ta giờ mày biết lỗi hả? Tao đấm vô cái bản mặt của mày quá. Không rồi, con quay clip con cũng xin lỗi rồi mà. Mày xin lỗi mà mày chửi fan thằng quý ốc chó, mày chửi gì mày coi được đó hả? Con nghĩ bây giờ con biết lỗi rồi. Không có biết lỗi gì hết trơn á. Chú có biện cách nào không? Không có cách nào hết trơn á. Tao nhất định tao phải đấm vô cái băng mặt của mày tao mới chịu. Con còn nhỏ lắm chú, con mới có 16 tuổi. Trời ơi là trời, mày còn nhỏ quá ha. Mày mới mới lớn mà mày mắc dạy. Mày còn nhỏ, mày mới mới lớn mà mày biết cái vụ mà dẫn đi nhà nghỉ rồi dữ ha. Chồng bao coi vậy ha. Trắng nè. Trắng nè, còn nhỏ mà suy nghĩ đỉnh cao dữ ha. Thua, trường hợp này chúng tôi từ chối hiểu. Bữa đó con hứng quá trời ha. Con chịu không có nổi. Chú biết cái tuổi này mà. Không có chịu nổi gì nữa hết trơn á. Cái tuổi này chú biết mà. Tao không có cần biết. Mày chuẩn bị tinh thần đi. Chuẩn bị đi. Tao sẽ lên nhà mày, tao đấm vô cái bản mặt của mày. Rồi chú nói gì con chịu rồi, con cũng đợi chú luôn chứ sao giờ. Nhớ cho kỹ đó. Hai ngày nữa tao sẽ xuống nhà mày. Chuẩn bị.